Em biết mấy giờ rồi ông Vinh? Là một quản lý của em á, anh không chấp nhận được cái việc mà em đi trễ như vậy. Một lần nữa hả? Là em đi dùng đi chứ em đừng làm nữa. Sếp là đó là một cái vấn đề mà hầu như tất cả những anh em nào mà đang sử dụng những cái dòng xe mà có khóa smart key sẽ rất là hay bị. Trường hợp là chúng ta sẽ bị hết pin ở cái phần remote smart key. Đó, giống như xe Vinh đang bị trường hợp như vậy, sáng nay dắt xe đi làm thì remote nó đã hết pin, chạy giữa đường thì tắt máy, bắt buộc phải dẫn bộ. Nhiều người gặp tình trạng như vậy thì chúng ta sẽ phải trễ giờ công việc nè, trễ giờ đưa đón con và nhiều cái vấn đề khác nữa. Cho nên đối với lại pin remote thì Vinh khuyên anh em sau khoảng 1 năm cho tới 1 năm rưỡi sử dụng chúng ta nên thay pin một lần. Và nếu như anh em đang có nhu cầu tìm kiếm pin thay thế cho phần remote xe của mình á, thì bên mình sẽ có pin chính hãng của Honda nè, với mã là lắp vừa cho remote của tất cả các dòng smart key của Honda và kể cả Yamaha nha. Mã của pin chính hãng của Honda sẽ là CR2032 nha mọi người. Đó thì sử dụng cho hầu hết tất cả các remote. Về cái vấn đề mà thay pin này nó vô cùng đơn giản luôn. Bây giờ Vinh sẽ hướng dẫn anh em cách để chúng ta có thể tự thay pin được tại nhà. Và đây là một cái remote nè. Anh em thấy trên này chúng ta sẽ có một cái rãnh nhỏ. Thì các bạn chỉ cần đưa những cái vật nhọn vào đây là chúng ta có thể tách được cái remote của xe mình ra. Đó, thì sau khi anh em tách ra như vậy, chúng ta sẽ thấy có một cái viên pin ở trong đây. Đó, pin này là hết rồi thì chúng ta chỉ cần cạy ra, bỏ cái pin này thôi. Đó, thì anh em canh cho đúng nha. Thì cái mặt này là sẽ nằm ở trên, còn cái mặt thông số là sẽ đặt ở bên dưới nha mọi người. Giờ thì chúng ta lấy pin ra nè. Chúng ta lấy cái pin của Honda, xé ra, chúng ta đưa vào lại là xong. Đưa đúng mặt nha mọi người. Đó, vậy nè. Rồi xong, chúng ta ụp lại cái remote vào. Đó, nhấn thử khi mà chúng ta thấy sáng đèn. Đó, nó sẽ có đèn sáng lên, tức là chúng ta đã thay pin xong rồi đó. Giờ thử cho anh em coi nè, sau khi thay pin xong, đó, ngon lành lại liền. Vì vậy mà đối với lại cái remote này á, nó cũng thường hay hết pin. Đối với lại những cái xe nào mà chúng ta có mắt cây zin trên xe á, thì khi mà các bạn thấy cái ổ khóa, cái hình cái chiếc chìa khóa ở trên cái đồng hồ zin của chúng ta nhấp nháy 5 lần, đó chính là báo hiệu của pin remote đã yếu. Còn đối với lại những cái xe nào mà chúng ta tự độ mắt cây lên á, thì nó sẽ không có cái tính năng đó. Thì mọi người hãy tập cho chúng ta một cái thói quen là dao động tầm khoảng từ 1 năm cho tới 1 năm rưỡi gì đó là chúng ta nên chủ động thay pin một lần, không hết cũng nên thay nữa để không bị cái tình trạng phải dẫn bộ giống như Vinh. Và sếp Vinh thường hay chia sẻ không quan trọng hóa đơn của anh em là bao nhiêu tiền, quan trọng phục vụ anh em cảm thấy hài lòng và anh em thường xuyên quay trở lại ủng hộ shop hai bánh là bên mình đã cảm thấy vui lắm rồi. Đối với lại cái phần pin của remote này thì anh em có thể tự mua về thay tại nhà như clip Vinh vừa mới hướng dẫn cũng được, hoặc là anh em ghé vào trong shop của mình, tiện thể chúng ta có thay nhớt hay là vệ sinh bảo dưỡng gì đó thì nói những anh em thợ chúng ta thay luôn cho mình vẫn được luôn nha mọi người. Tặng kèm cho anh em thêm 4 bước chăm sóc xe nữa, trong đó sẽ bao gồm là vệ sinh kính hậu, mặt đồng hồ, tăng thắng, tăng sơn, tăng côn và bơm bánh xe.